Tôi xin thưa với quý vị là những lời tôi nói về thầy tổ Dasira Narada là khi mình nói đến các vị thần linh, các vị đi trước, các vị đã khuất, thì lời nói nó phải hết sức chân thật. Với lại cũng không tìm kiếm danh lợi gì, chỉ là người phục vụ mà thôi. Nên như những lời này, những lời trình bày là hết sức chân thật, hết sức chân thật. Để cho chúng ta có thể biết được cái con đường mà chúng ta đang theo và chúng ta có thể tiến thành tu tập cho đến thành tựu. Nhưng mà về nguyên tắc là những điều nói về các đấng bề trên thì không bao giờ nói trái sự thật. Vì khi nhận trả lời á, là nó phải có cái lịch sử truyền thừa. Thì tôi đã nhận trả lời từ luật sư Võ Văn Gối, là đại diện về pháp luật, về cái sự chân thật. Hơn nữa, luật sư Võ Văn Gối là giảng viên của Đại học Vạn Hạnh, giảng viên của bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là vị thầy dịch kinh sách của các tàng thư của Phật giáo, một luật sư chuyên làm từ thiện, là cải cho người nghèo. Tôi nhận được cái chỉnh danh hình của thầy tổ, được thầy Huỳnh Văn Trạng vẽ ra đã 30 năm, và tôi được cái lời kính dạy từ địa quang sau khi nhận trả lời của thầy tổ. Thì ba điều ấy là kính hình và trả lời, nó đã được nhận do một người nhân duyên. Nên khi tôi nhận những cái điều này, tôi cảm thấy mình có cái nhiệm vụ phổ truyền để làm lời cho nhiều người. Tôi chỉ là người phục vụ anh em. Nên khi thiền thương, đúng tên của nó phải nói là huynh đệ thiền thương. Huynh đệ thiền thương có nghĩa rằng là chúng ta là anh em, là bình đẳng, không có thầy trò, không kinh điển, không cúng dường, không dân cúng tiền bạc, không y ảo, không màu sắc, không phân cấp. Mà trong cái thiền huynh đệ thiền thương, nó có cái bán rất đặc biệt, đó là cái bán phục vụ huynh đệ thiền thương. Và nay xin bảo cho anh em khắp xa gần biết cái điều chân thật là như vậy. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai của thầy tổ Dasira Narada. Thầy là một người phàm như chúng ta thôi. Thầy là một người ở ngoài đời thôi. Hình như nghe nói là làm đâu ở trong thì nhà nước ấy, làm chức lớn, nhưng mà chắc là có cái sự không có vừa ý, và thầy đi vào trong núi theo các cái vị tu sĩ. Thường á, bên Ấn Độ á, người tu đông lắm, họ ứng tu họ đi vậy đó, họ bỏ nhà bỏ cửa họ đi vậy, họ đi vô trong núi. Thì ở trong núi là nó lạnh, nó đói, nó thiếu thốn. Nên như ở những người tu đó, nó chết trong núi rất là nhiều, bệnh hoạn trong núi rất là nhiều, đói khổ rất là nhiều. Và cái thời mà gọi là từ thế kỷ thứ 19, hôm nay mình thế kỷ thứ 21, thời đó còn nghèo nàn lạc hậu dữ lắm. Đau rồi chết thôi, đói thì chết thôi, áo quần là áo. Cái áo cà sa mà mình mặc nó, mình thấy nó có nhiều cái nền vả. Thực ra nó vả nhiều màu chứ không phải một màu đó. Áo đá sắc màu chứ. Bây giờ không phải là vả đâu, mà thật ra ở máy đường chỉ á, nhưng mà thật ra là áo liền. Bây giờ ai mặc áo vả người ta cười.
Thì thầy ở trong núi đó, thầy ngồi thiền. Thầy ngồi thiền bởi vì cái môn thiền này nó là giống như là nền tảng phương pháp tu tập của người Ấn Độ, các cái bậc yogi, các cái đạo, các cái trường phái rất là nhiều. Nhất là mình đọc ở trong trường, trong một sách Đường Hành Trình Về Phương Đông, mình sẽ thấy có rất là nhiều đạo sĩ. Thì thì thầy ở trong nội thì rảnh rồi thì đi chơi, thì thầy ái bình á, thì vô xoa nặng tay chân. Mà đặc biệt là bên Ấn Độ á, cái nền y học Ấn Độ họ chú trọng đến cái vòng tiểu chu thiên, vòng mạch nhâm mạch đốc họ nối lại với nhau. Thì ở trên mạch đó nó có những cái huyệt, cái đại huyệt, còn mấy cái huyệt tay chân là huyệt huyệt chi tiết thôi. Còn cái đại huyệt ở trên chỗ cột sống và đường trước ngực ấy, thì cái vòng này tôi gọi là vòng chu thiên. Còn trên đó nó có 7 cái luân xa, từ luân xa 1 là dưới huyệt hồi ấm lên tới 7 là luân xa trên đỉnh đầu. Thì thầy tổ chắc là ngài biết về cái đó, ngài biết cái đó thôi. Thì khi ngài đi thăm thì ngài có cái hành từ bi, ngài có được cái tánh, chắc là ngài có cái tánh từ bi. Thì ngài bóp huyệt, ngài săn sóc họ. Thì với cái độ tỉnh giác với cái độ tỉnh giác và cái công phu tu tập ở trong núi ấy, thì khi ngài đặt tay vô đó, nó có cái trường lực tác động ở trên các luân xa đó. Thì với cái độ tỉnh giác cao thì ngài thấy được cái năng lượng nó tương tác qua với cái người bệnh. Ngài thấy thì ngày này qua tháng nọ đi săn sóc rất là nhiều, thì thầy mới phát hiện rằng là hệ cứ đặt tay vào các cái vùng đại huyệt đó thì bệnh nhân nó mau lành. Sau đó ngài mới hình thành cái hệ thống là cứ đặt tay vùng nào thì vùng đó nó sẽ được lành. Và ngài hoàn thiện được là cái cách nào thì nó có thể mau lành. Thì mình biết rằng là người ở trong núi ấy, thì họ ăn chay, họ giữ giới luật, nắm giới căn bản ấy, và họ có hành từ bi. Nên chỉ khi mình học là tại sao mình được thầy dạy là đức hạnh lòng từ bi, giới luật làm phương tiện, thiền định không thay đổi. Lúc tới chỉ có vậy thôi. Thì ngài cái từ bi là ngài săn sóc cho bệnh nhân vậy thôi. Thì lâu ngày nó hình thành một cái cảm nghiệm, thì ngài mới nghĩ ra là khi mình đặt tay vào vùng đầu thì vùng đầu nó sẽ đỡ bệnh, đặt tay vào luồng lưng thì vùng đỡ bệnh thôi. Thì ngài đi kiểm, sau đó thì ngài làm hệ thống lại, làm sao mà có thể giúp cho nhiều người có thể đặt tay được. Thì bắt chước cái đời sống của ngài là học cái từ bi trong thân khẩu ý, học hành bố thí. Cái thứ hai là giữ gìn giới luật. Giới luật gồm có 5 giới căn bản là cấm rượu chè, tà dâm, trộm cướp, vọng ngữ và sát sanh. Với tất cả các tôn giáo đều dạy về hết á. Ngài không có tôn giáo gì đâu. Và ngày nào ở trong núi thì cái ngôi giờ thiền định nó có rất là lâu, lần lần nó cũng tập. Thì sau đó ngài đi với cái hành như vậy, và ngài truyền lại cái phương pháp cho người đời sau. Thì thầy Huỳnh Na Huỳnh Văn Trạng hoàn toàn không có gặp được thầy Đại Sĩ Đa Na Đa. Vậy làm sao mà vẽ được bức tranh này? Thì bức tranh này vẽ trong mơ. Trong mơ người ta thấy ta vẽ ra thôi, huyền hoặc quá ha, huyền hoặc ha. Mình chứng kiến này,
cái ông Đoàn Việt Tiến ở quân khu 7 ấy, là hôm đó đại hội tiềm năng của người Việt Nam. Thì ông Đoàn Việt Tiến lên nói này, ai có người thân mất thì xin lên hai người để tôi vẽ cái hình ông bà đã mất cho quý vị đem về mà thờ. Thì không biết sao hôm đó đông người dữ lắm, mà tự nhiên họ đẩy để mình ngồi lên sạc ngay ông đó luôn. Thì ông cầm hai tay, hai cái viết và hai cái bức người ta để trên giá. Và bên này họ nói là tôi có một cái bà nội đã mất hồi thời Tây. Ông này ông nói là tôi có cái mất hồi mà Việt Minh chống Pháp á, bây giờ không còn hình thờ, thì nhờ anh Tiến vẽ giúp. Thì ông cầm hai, ông vừa nhắm mắt ông vừa nhảy ông vẽ hai tay hai hình ra khác nhau hoàn toàn. Và khi mà cái cô đó, cô nhìn thấy cái hình đó, bắt đầu cô khóc òa, cô nói cái hình đó giống bà nội cô quá, mà hồi xưa bà nội cô thương cô lắm. Mà có cái mục ruồi to ở trên mặt mà sao ông Tiến vẽ được đó. Thì hồi đó mình qua xong mình không biết, sau khi mình nhận cái bức hình này á, thì mình thấy là vì sao thầy Hải Tràng không có gặp được thầy Dasyidananda mà làm sao vẽ được. Và mình thấy cái hình này nó giống như trong mơ thôi, và rõ ràng là thầy Huỳnh Văn Tràng không phải là người lừa dối không, mà hình này có từ trước rất lâu, không có hình nào trước hình này được, hình này là hình trước chứ. Thì khi mình nhận cái hình xong mình mới nhớ lại đó, mình mới biết rằng là thầy Tràng đã vẽ thầy Tổ trong mơ. Và cái truyền trong mơ là một cái truyền qua không gian có thật, và truyền ý là có thật, là thầy Hải Tràng, thầy Dasyidananda đã dạy thầy Tổ, đã dạy thầy Tràng bằng những cái điều ở trong mơ và truyền được. Nên chỉ có nhiều người họ nhận những cái ý tưởng qua thần giao cách cảm là chuyện rất là bình thường. Và chính mình khi mình nhận bốn câu này, thì bốn câu này mình cũng nghĩ rằng là được truyền qua, người ta gọi bên người có đài, ta gọi là điện quang. Và khi mà vừa làm xong cái mình lại dậy đó mình viết lên và mình quên. Mà sau rồi khi mình đọc bốn cái này rồi, mình thấy toàn bộ kinh điển, tất cả các tôn giáo từ xưa tới nay nó đều nằm trong này, là đủ biết rằng cái hành từ bi là quan trọng nhất, và giới luật là quan trọng, năm giới các bạn là quan trọng. Thì sau đó mình hình thành cái phương pháp thiền thương đúng theo cái lời hướng dẫn của thầy Tổ, và mình thấy vượt qua nhiều gian khổ. Rất nhiều lần mình đưa cái trả lời đưa cho các vị thầy xứng đáng hơn, nhưng mỗi lần mình đưa là nó trục trặc, không đưa được, trục trặc dữ dội. Là sao đó mình biết thôi, chắc thầy ưng ở với mình thôi, rồi mình để thầy ở lại. Mà thầy Dasyidananda này cái tánh dễ thương mà vui lắm, mà mình cảm nhận ấy, là dễ thương, rất là vui. Và nếu không có cái sự màng thầy Tổ ở với mình ấy, thì mình nửa chừng là mình không làm. Bởi vì thầy cũng dạy mình là chữa bệnh, là thần thông, là đặt tay từ xa thế này thế kia, mà thầy chỉ nhận mình ấy, là con dạy cho người ta, con hướng dẫn cho người ta lấy cái tình thương trong thân khẩu ý làm trọng, lấy cái lề luật nắm giữ các bạn làm trọng, công phu thiền định làm trọng, ăn chay, ăn cây cỏ, rau củ quả đậu mè làm trọng thôi. Con không nói về, nhưng mà khi con có được cái năng lực của tu tập rồi thì con đặt tay vào đâu là nó lành, và mình cảm nhận rất là thật. Có những lúc mình chữa bệnh rất là lạ luôn, là thầy thuốc mà đặt tay chữa rất là lạ luôn. Còn những bữa mà mình sáo nhãng về tu tập, những bữa không có giới luật nghiêm minh á, đặt tay có gì ra gì trời. Còn những bữa nào mà mình tu tập rất là thuần thành, đặt tay mà ở từ xa mình đã nói, mình đã biết rồi đó,
cái chuyện mà năng lượng nó vượt ra khỏi không gian và thời gian là chuyện không có vấn đề gì. Bởi vì mình ngồi đây mình nghĩ bên Mỹ bằng được bình thường không có vấn đề gì. Năng lượng nó không cần, nó không có khoảng cách. Nên gì? Tại sao cái thiên thương đúng tên của nó phải nói nè, là huynh đệ thiên thương, là bán phục vụ, huynh đệ là bình đẳng ấy, là bằng nhau á. Mình là người phục vụ thôi. Nên khi mà đặt tay mở lúng xa, chẳng qua là mình làm sạch cái lúng xa để cho chạy thôi. Thật sự ra mỗi người cái cơ cấu của hình thể của lúng xa của các đời việc là nó rất là tốt. Nhưng mà chẳng qua nó chạy ngon mình, chẳng mình làm vệ sinh trong chạy vậy thôi. Nên mình chỉ là người phục vụ. Còn cái tu tập của anh em, cái giới luật của anh em, cái thiền định của anh em sẽ làm cho cái năng lực nó trở nên mạnh. Hiểu chưa? À, thì thầy chỉ dạy vậy thôi. Và vì sau này mình để ý rằng là tất cả những người mà học thiền thương á, nếu họ có công phu tu tập á, như mình nói á, giống như thầy tổ chỉ á, thì họ rất là tốt. Mà đặc biệt là cái cô Hồ Thị Thu ở ngoài Phu Cát á, là mình học với chị mới chưa mình hiểu chị đó. Vì sau này mình nghiệm ra là chị giống thầy tổ quá sức á, là bởi vì nó thế này. Là chị có cái đức hạnh từ bi rất là lớn. Ban đêm vậy cho chị đi, chị trợ bệnh 1-2 giờ sáng chị mới về, ngủ tí. Rồi chị ăn trên trường, chị giữ luật rất là nghiêm minh. Và chị công phu rất là tuyệt vời. Nên hôm bữa có lần á, Mình đưa trả lời ra chị, người ta có hàng ngàn người, ta tới ta giữ hàng ngàn người. Nhưng mà mình muốn để lại gì mà để không được. Mà ông thầy tổ ông cũng chịu ở lại ông về thôi. Vậy đó, là luôn rồi. Nhưng mà nói chung là chị cô Hồ Thị Thu là rất là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà sao ông thầy tổ ông chưa ở? Vậy thì đại khái là như vậy. Để mình biết thầy tổ của mình á, là một người nhân ái, một người tốt lành, một người gương mẫu để cho mình theo. Và thầy không có gì đặc sắc hơn mình hết. Chẳng qua cái đặc sắc thầy có là nhờ là thầy giữ cái đức hạnh từ bi, giữ giới luật và công phu thiền định. Và những điều đó thầy chỉ cho mình và mình có thể làm giống như thầy. Nếu như thầy có thể trở thành là Phật, là trời, là giác ngộ, thì mình tu tập theo cách đó thì mình cũng công thành được. Đó là điều đương nhiên. Đấy. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho đến cuối. Hy vọng cái trình thuật này nói lên một phần nào của sự thật, nói lên cái căn bản của sự thật mà chúng ta đang theo. Có lẽ rằng với những cái sự thật đơn giản như vậy, có thể là con đường mà chúng ta đi đến thành công. Xin cảm ơn.